immerse nghĩa là gì? Hả? Muốn tiếng. Coi là relationality của bố. Không đúng. Làm gì có nationality. Đấy là câu 24 của bố. Đấy, câu 24. Câu 24 đáp án là famous. Cả lớp nào famous? Famous. Cả lớp đọc số con nào famous? Famous. Câu 25. Nationality. No. National. Nó bị loạn số ấy. Các em theo dõi cho cô nhé. Hi. Vietnamese and national. National. Wow. International. Đáp án C. International. Cả lớp đọc số con nào international tourist. International tourist. Nghĩa là gì? Phong phú. Sai. Nổi tiếng thế giới. Sai. Không đúng. International là quốc tế. Cả lớp đều bởi đi. International tourist. Khách du lịch quốc tế. Thế mà bởi cho con nào? International tourist. Khách quốc tế. Ok. Tiếp theo. Câu số 27. One of the place. Attraction. Được ạ.